Vậy đạo là sao mà quả là sao? Xin thưa với quý vị đó, thánh đạo có nghĩa là cái trí cắt đứt phiền não. Có nghĩa và sau đó là cái trí thánh quả tiếp ngay sau đó. Bởi vì giống như là cái phiền não, cái trí sau khi cắt đứt phiền não, thì cái phiền não đã cắt đứt rồi thì không, coi như là cái phận sự của trí thánh đạo đã xong rồi, còn lại là cái trí thánh quả. Thì lấy ví dụ như một cái mái tóc, một cái đầu mà sau khi đã cạo đầu rồi thì cái đầu nó trở nên trọc, thì cái chuyện cạo đầu đó họ chỉ cần làm một lần thôi, mà giả sử như cái đầu họ sẽ không bao giờ mà mọc tóc nữa, thì cái chuyện cạo đó họ chỉ cần làm có một lần chứ họ không cần phải làm nhiều lần. Cũng vậy, cái trí thánh đạo đấy giúp cho một với chúng sanh cắt đứt hoàn toàn phiền não, và cái sự cắt đứt đó chỉ cần làm một lần một là xong rồi. Do đó trí thánh đạo chỉ xuất hiện đúng một lần trong đời của chúng sanh đó thôi, và sau đó là cái trí thánh quả. Có nghĩa là khi đó chúng sanh đó là một cái chúng sanh không còn phiền não nữa, không còn những phiền não tương ứng với cái đạo quả của vị đó nữa, và chúng sanh đó kể từ đó trở thành một chúng sanh với một cấp bậc hoàn toàn khác so với phàm phu. À,